Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Đến thị nở còn biết, cưa đổ, chắc bằng bằng bát cháo hành nóng hổi thì vài chiêu thả thính có là gì với các tràng tuổi trẻ tài cao. Thế nên, đừng tưởng tình duyên chỉ là định mệnh, đôi khi có tính toán cả đấy. Nào, cùng nhau triển vài công thức cháo hành này để sớm, trên tình bạn tiến tới tình yêu với rắc hậu tết nhé. Công thức ga lăng, lăng xả Bình thường có thể lạnh lùng, giữ giá, nhưng bất cứ khi nào Trax cần đến là sẵn sàng có mặt, đây là chiêu thức vừa khiến nàng bất ngờ cảm động nhưng cũng vẫn hết sức tò mò về bạn. Giả như sau mấy ngày Tết ngấy đồ ăn, thức uống đến tận cổ, nàng buông một dòng trạng thái, thèm trà sữa, trên story hay tường nhà, vội vàng order một ly nàng thích rồi đứng trước cửa kêu nàng xuống lấy, dặn dò vài câu rồi lẳng lặng đi về để nàng nhìn theo chơi với. Thấy Stratus kiểu này thì nhanh chí đi tìm trà sữa cho nàng ngay nha. Ảnh minh họa, nhưng hãy nhớ rằng, ga lăng lăng xả chứ không phải vô vật, nàng kêu bất cứ khi nào là có mặt ngay nhé. Phải trừ khoảng trống cho nàng bắt đầu thấy nhớ nhung thiếu vắng mình nữa đấy. Công thức bắt trên Ga lăng thôi chưa đủ, bạn phải làm một cú quyết định để Trax thay đổi cái nhìn về mình một cách hoàn hảo nhất, trở nên thú vị hơn trong mắt nàng. Chủ động nhắn tin, cách Trax vào những nêm mạng mà, bắt trên hậu tết để những cuộc trò chuyện thêm phần hài hước. Và cả làng sóng trào lưu trên đi khiến bao cô nàng thích thú. Hãy cập nhật từng ngày từng giờ nhé. Này, sao tết cậu như thế này phải không? Cho mình cái hẹn để kiếm chứng đi nào, ảnh minh họa. Công thức đầu tư, không ngoan. Cứ rác mà sợ, lỗ, thì bạn sẽ không bao giờ có được trái tim của nàng. Đôi khi cô gái bạn thích chỉ thử lòng để xem bạn có thực sự làm tất cả vì cô ấy hay không thôi. Thế nên nếu bạn thật tâm, thì đừng ngại đầu tư một khoản để chiều lòng nàng nhé. Đầu tư này sẽ lời chứ không lỗ vì các sẽ đồng lòng nhớ mãi. Đâu chỉ là những món quà đắt tiền vào đúng dịp, đơn giản thôi, dành thời gian tìm hiểu sở thích của nàng, rồi một ngày bất ngờ mang đến cho nàng một món ăn lạ miệng, chống ngấy, cho những ngày hậu Tết. Một chàng trai đảm có thể tự tay rổ tài nấu nướng, đó sẽ là điểm cộng không hề nhỏ nhé còn chót vụn về thì chịu khó săn những quán ngon độc lạ bắt trên, đảm bảo nàng cũng sẽ thích mê. Nàng vui suốt mùa dịch hậu Tết với món quà FPT Play. Ngoài ra, bạn có thể đầu tư những ứng dụng tích hợp giải trí và mua sắm để triều lòng nàng nè, xem tất cả các thể loại phim, shop đủ thứ chỉ trên cùng một ứng dụng nàng nào chẳng thích mê. Thế nên, trong khi các hàng quán cà phê đều đóng cửa vì dịch thì đầu tư cho nàng một gói FPT Play mùa này là chuẩn nhất rồi không chỉ xem đủ các thể loại phim Việt, Hàn, Âu Mỹ, TV sâu nàng còn có thể mua sắm dễ dàng và giải trí hơn bao giờ hết ngay cả trên TV với FPT Play. Ứng dụng Omi Shop được tích hợp trên FPT Play sẽ giúp nàng mua hàng bằng giọng nói hay đặt hàng qua một nút nhấn. kiểu thế này thì nàng nào có sắc đá đến mấy cũng phải mềm lòng vì sự tâm lý của bạn mất thôi. Công thức, anh hùng cứu mỹ nhân. Chơi bài với hội bạn mà rắc cháy túi tiền lẻ, sẵn sàng, đầu tư. Cho cô nàng những ván tiếp theo hoặc về cùng thuyền làm quân sư chữa cháy. Đây chính là chiêu thức anh hùng cứu mỹ nhân, thời bình rất có thể sẽ khiến nàng đổ gục đấy. Hoặc một ngày nghe hung tin nhạc rác có trộm, nhanh chí ra tay lắp FPT camera công nghệ bảo mật lưu chữ cloud, thiết bị tiện lợi và thông minh đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam. Và lúc nào cũng theo sát bảo vệ nàng khi cần thiết, nhưng đừng cho nàng cảm giác bị theo dõi và kiểm soát nhé. Lưu ý những công thức này chống chỉ định với các chàng bác boy, chỉ tìm cách tung chiêu với mục đích cưa cẩm đùa vui nhé. Dù có một kế sách đi nữa, thì điều quan trọng vẫn là sự chân thành bạn dành cho cô gái mình thích, và đừng quên là đúng người đúng thời điểm nữa đấy.